Còn khi mà mình tưới phân rồi đúng không, đi xả cây đi, đúng không em nói xả cây nè, bây giờ anh chị nè tưới nè, xả nè, đó rửa, mình trồng ít mình rửa vậy sạch không, một ngày một chút rửa nó. Rồi những cái cây mà nó đã đóng như vậy nè, em rửa rồi nó không ra luôn, tại sao? Để lâu năm quá mình phải vịn lại nha, đó rửa nó chịu khó. Nhưng mà một lần một mình đã bỏ phế nó thì bắt buộc lâu ngày thì mình phải làm. Rồi, em xin chào anh chị nha. Thì hôm nay đến với vườn lan Thuận Khanh, em sẽ nói về ngọc điểm. Thì anh chị rất nhiều cái bình luận hỏi ngọc điểm tại sao mà nó héo, và khi mà nó héo teo tóp cái lá, nguyên nhân là như thế nào, và mình làm như sao để khắc phục. Với hai anh, một cái tình trạng ngọc điểm mình hầu như là ai trồng cũng bị hết, là cái hiện tượng gọi là nó bị rổ lá, đen lá và bị ám khối. Ha. Thì em hôm nay trong video clip này em sẽ nói rõ về chi tiết đó và cách để mình gọi là khắc phục nó, và làm sao để hạn chế tối đa những cái thiệt hại do sơ suất của mình thôi. Thì cùng em đi coi ngắm những cái gọi là bệnh về ngọc điểm. Thì nói chung là vườn nào hay là ai trồng tất cả đều bị hết, nhưng mà có cái mình biết nó và mình chăm sóc kỹ, nó sẽ là một cây ngọc điểm rất đẹp và rất đạt. Thì trước mắt ở đây là cây ngọc điểm. Hiện tượng của nó là gì? Nó bị gọi là nhúng lá khô, gọi là không còn gọi là một miếng gì gọi là dinh dưỡng này nữa. Nó khô, nó cuốn như mà dài nè. Đó. Nguyên nhân là đâu? Anh chị biết nguyên nhân nó là gì không? Hiện tượng là khô nước, thiếu nước. Những cái cây này nó khô nước là do nó rất là nhiều nguyên nhân. Một là rễ hư, nó không cung cấp nước được cho cây, không cung cấp được phân cho cái cây, thì nó vẫn bị hiện tượng mà teo tóp vậy. Hai nữa là hiện tượng là tưới không tới, hoặc là không tưới, thì nó sẽ héo như vậy. Hồ điệp cũng vậy, hồ điệp anh chị bỏ nó chừng 2-3 tháng không tưới đi, cái lá cuốn tròn này luôn, nhưng mà nó không chết, nó sẽ mất nước. Đây là một cây hiện tượng là bị mất nước, chứ không phải là bị hư rễ. Mất nước là sao? Khi mà hệ thống do tưới tự động đây nè, đó, mình tưới đây, nhưng mà mình treo trên đây nè, vô tình những cái chỗ đó cái bét nó hư, hoặc là nó bị nghẹt, hoặc giả sử do một cái lá gì ở dưới vàng đó, nó che đi, nó không có tưới vô được cái cây này, thì nó bị hiện tượng là gọi là nó bị mất nước. Đó, thì vô tình em ra vườn, em chung là mình ở vườn mình phải đi tưới, phải đi coi từ bé bét. Thì em bỏ hôm nay lâu lắm không có ra vườn chăm, thì hôm nay mình mới ra chăm. Chăm nay được hơn được khoảng 10 bữa. Nói chung là tưới tay lại, tưới tự động lại, không được tưới tay lại từ cây. Thì lá lên trên lá trên này nè, là nó không còn bị hiện tượng bị thiếu nước nữa. Những cái lá này là coi như là không phục hồi được nha. Nó sẽ phục hồi lại là từ từ nuôi đây, từ từ đây nó sẽ căng lại, nhưng mà nó không bằng nó những cái lá này đâu. Cho nên chị đừng có nghĩ là những cái lá héo như vậy nè, nó sẽ no căng tròn như vậy, không có. Nó sẽ căng lại, nhưng mà nó cũng không bao giờ, nó căng từ lá này trước, lá này trước, lá này. Lá này nếu mà nó khô quá thì từ từ nó bỏ lá luôn. Đó là hiện tượng. Thì cứ mình cứ tưới nước thường xuyên cho nó. Ngọc điểm ngọc điểm, Vanda, Mucara, đó là những cái gì? Những cái cây đơn thân. Thì những cây đơn thân này nó hấp thụ qua là rễ, rễ nhiều, tại vì rễ nó tua tủa dưới mà. Thì khi mình tưới lan, tưới nước á, mình phải tưới cho nó lâu, để chi nó hút nước qua cái rễ, nó xanh lên, nó no lành đàng hoàng, thì nó mới đủ cung cấp tưới qua. Còn nếu mà mình tưới một cái, mình tưới
cầm vô nước thật ra mạnh nó nhiều nước không, mình tưới cái sẹt đó qua cái nó ướt thiệt, nhưng mà nó ướt lá nó chảy tọt xuống, không bao giờ nó thấm được cái cây. Thì cái rễ này không thấm, mỗi ngày một chút thì cái cây nó tự nhiên nó héo, nó mất nước, cực kỳ mất nước, mỗi ngày mất chút đó. Cho nên mình phải tưới làm sao tưới cho nó lâu lâu nó thấm hết cái cụm để nó no ra, nó xanh lại. Bình thường mình để nó khô queo á, nó sẽ rắn nhách à. Khi mà mình tưới vô nó xanh lên là cái rễ nó đã no nước, thì cây nó không mất nước. Đó là hiện tượng bị teo tóp mà mất nước rồi ha. Thì cái đây là một cái ví dụ. Thì ở đây đồng thời treo thì nó không phải một cây đâu ha. Cái khu này nó tới mấy cây nó bị mất nước được. Đây cây này không tiện mất nước nè. Thấy không? Nó tại vì nó cái bét trong đây á, một là nó hư nó quay ra không tới, cây này mất nước nè. Nhưng mà lên đây tưới mình tưới ngược lại tưới được rồi nè. Lá nó cứng dày rồi. Ở dưới này nó mất nước. Mất nước làm bẻ không bao giờ nó gãy. Đây mất nước nè. Đó, tới cái đây là hết bị nè, thấy không? Đó là những cái cây mình treo ở trên mà cho nên á, mình trồng cái diện tích mật độ nó cao quá thì nó phải bị chịu. Nè, cây này mất nước nè. Héo không? Bây giờ là mình cho tưới tay lại. Tưới tự động. Tự động á. Bởi vì á, nhiều anh chị mà làm vườn á hay tình trạng là gì không? Mình lạm dụng cái tự động quá nhiều. Tự động nó là cái gì? Nó là một cái hệ thống, nhưng mà nó là chỉ là hỗ trợ cho mình thôi, không thể nào mà mình lạm dụng nó. Ví dụ như một cái vườn mà gọi là trăm đẹp nhất là mình phải đi tưới tay thì mình mới kiểm soát được nó dư nước, thiếu nước, hoặc là hôm nay nó dơ chỗ này, nó dơ chỗ kia thì mình vệ sinh liền thì cây nó mới đẹp. Còn tự động ô tô ma tích mở lên đứng đây ngồi hút thuốc hoặc là ngồi bấm điện thoại xong tắt, đâu biết cây trong đó nó là cái gì, nó đâu biết thúi bệnh cái gì đâu. Một phần nữa là nó không đều. Cái bét nó nghẹt một chút xíu thì mình không đi coi thì nó cũng tưới năm này tháng nọ nó cũng là hư. Đó, với lại hai nữa, tự động nó có nhiều loại. Một là tưới xương. Hai là hệ thống tưới gọi là tưới giọt mưa dưới đất. Một cái nữa là tưới trên hệ thống Israel là tưới bao trùm hết vườn. Thì nó có hai ba loại đó. Thì một cái loại này thì nó ít hao nước, ít tốn nước. Còn cái loại mà gọi là cái bét mà quay của mấy công viên á, quay tầm 4 mét thì cái đó rất là hao nước. Một trên nữa là Israel cũng hao nước, tại vì nó là tưới tất cả diện rộng hết. Đó, nhưng mà nó tưới là giọt mưa nước lớn, đó, nó hao. Thì anh chị phải cân nhắc được là ở vườn mình đủ nước hay không. Một thí dụ mình tưới nước hào á thì vô tư mình cứ tưới. Như Thái Lan bển người ta tưới tưới cái bét mà quay á, bét công viên á tầm 4 mét. Cái diện rộng nó 4 mét thì người ta tưới nước hào. Ở bển người ta đào một cái hào bự lắm. Lọc xong người ta đưa xuống hào nuôi cá nuôi đồ luôn. Mà hào ta rất sạch. Đó, ta tưới lên lan. Rồi lan nó bắt đầu nó trung chuyển á, bắt đầu nó vòng. Nhưng mà cái mương nước này không phải là cho nó vô hào lại đâu. Còn Việt Nam mình có chỗ là cho nước này nó lưu thông lại hào. Thì cái đó thì cũng một phần tốt đó. Cũng có phân trong đó, nhưng một phần mà nếu mà đã nắm bệnh rồi là sau này khó trị lắm. Đó là vấn đề. Rồi, thêm có vấn đề thứ hai nữa mình đang nói ở đây. Để mình gỡ xuống ha. Rễ thì nó nhiều lắm rồi. Đó, cái này thì mình trồng thì mình bỏ nó, phế nó là thì cây nó không bao giờ nó đẹp đâu. Đó, hiện tượng tại sao cây nước ngọc điểm nó bị vậy. Đó, nó bị rổ vậy là tại sao. Nhìn đi, đó nó rổ nè. Cái này là anh chị biết tại sao không? Nó dạng cũng là một cái dạng bệnh á, nhưng mà tại sao nguyên nhân nó bệnh. Đó, một loại này nữa nè. Ngọc điểm thì trồng thì mình trồng số lượng thì mình không chăm nó thì cái này nó bị khô nước nè. Khô nước cây này do là cái bộ rễ của nó là nó đã hư rồi, bộ rễ nó chết rồi.
bộ rễ nó chết, thành ra nó bị hư. Do là nhiều nguyên nhân lắm chứ không phải là nói vậy không. Một phần là do cái chỗ này nó cũng bị thiếu nước do cái bét nè. Đó, ở dưới đây nhìn đi, mình nhìn nó thiếu nước là nó dễ lắm. Không phải chỉ một cây mà là xung quanh nó là phải 5 6 cây, 7 8 cây. Nè, đây nó cây này nó cũng mất nước. Lá nó bị nhăn rồi. Là do khi cái bét ở đây nó không đều nè. Đúng ra mình muốn treo đây mình phải tưới ở trên phủ hết mới đều. Đó. Rồi bây giờ giải thích cho cái bệnh đó luôn nè. Tại sao cái bệnh đó? Đây. Đây là một cái thằng nguyên nhân nè. À, cái này là bị ám khói. Khói đèn á. Nó nắm khói đèn nhưng mà do đâu? Nó ăn lên lỗ thấy không? Nó bị cái thằng này là nó rổ. Khói đèn từ đâu ra? Nó là một dạng bệnh. Nhưng mình cách mình phòng ngừa đó là gì? Khi mình cho ăn phân thuốc, nước gì đó thì mình phải biết được cái độ ẩm nó cao quá. Rồi phân thuốc của mình nó tồn động, gọi là nó đóng vào cái cây nó sẽ dơ. Nó dơ rất là nhiều. Nó thậm chí nó dơ, nó đẹp màu đen, nó đám đen luôn. Thì cái đó nếu mà mình để một thời gian nó sẽ bị vậy. Cho nên khi mà mình muốn một cái cây lan mà đẹp và không bị bệnh thì bắt buộc mình phải đi tưới lại. Tưới gì? Tưới tay. Khi mà anh chị mà đã cho nó ăn phân rồi thì bắt buộc mình phải lấy cái giò nước phải đi rửa, kêu là rửa cây, giống như mình ăn một cái chén xong mà phải rửa chén đó. Rửa chén thì mình rửa bằng tay, bằng tay đúng không? Cây cũng vậy, mình phải rửa bằng từ cây thì cây bảo đảm nó không có bệnh, đất rất đẹp, rất đều. Còn nếu mình cứ làm công nghiệp mà số lượng lớn quá mà không đủ để người làm, mà mình trồng mà mình không kiểm soát được, thiệt hại coi như là mình không xài được. Thà mình làm ít nhưng mà mình chăm kỹ, hiệu quả rất cao, bán được tiền. Còn hơn mình làm cái mẫu hai mẫu mà mình làm không đạt, coi như là không bán được cây nào. Đó là một quy tắc. Cho nên ăn chắc mặt bền, ăn ít thì mình no dai. Đó, cho nên mình làm cái gì cũng vậy phải kiểm soát. Em là thời gian vừa qua em bỏ, nói chung là không có coi về nó. Thì mới về ra vườn đây khoảng hơn nửa tháng thôi. Mình chăm, mình coi lại cái những cái gì mà nó thiếu sót, chăm lại. Thì mình phải cây ngọc điểm đó, mình phải đi rửa. Mình đi rửa từ cây. Đây là những cái ngọc điểm là mình đã rửa sơ hết rồi. Đó, như cái những cái khối đèn đây nè. Cái hàng này thì mình xịt cái thằng Phopmon á. Là vẫn gọi là bong chóc. Nhưng với số lượng mà gọi là mình để nhiều quá thì mình không thể nào mà mình xịt thì một phần thôi ha. Tại mình để nó đóng lâu quá rồi. Thay vì cái cây từ nhỏ mà mình trồng nó sai nhỏ rồi là mình đã vệ sinh hàng ngày, lớn lên nó không bị tình trạng nó bệnh, tới để nó tuổi nó bệnh rồi. Mà bây giờ cái cây mà đã cao bự vậy mình để nó đóng riết mà nó dày cui gì cứng luôn. Nó cứng lắm. Không có thuốc gì mà phân gì hay là cái gì mà mình xịt vô chốc. Nếu mà mình xịt xuống bông một cái chốc liền luôn, ra liền lượt một lượt cái luôn là cái lan nó cũng không sống nổi. Giống như bây giờ nếu mà anh chị xịt vôi vô bông liền sống bông. Có những cái vôi mà nước vôi á có thể cũng là bông. Có nhiều thứ lắm. Mà cái thứ mà dông với đường mà xịt một cái mà mình, cái nào mà để bông chốc lên rồi mà để vô lan rồi cái cây lan sao chịu nổi. Đó, cho nên mình phải vệ sinh nó một chút. Vừa tưới, vừa xả phân, đồng thời vừa rửa cây. Đó là một cách để gọi là cây nó đẹp. Đó, rồi đây em hướng dẫn cách vừa rửa như thế nào ha. Đây là một cái máy gọi là máy xịt thuốc của mình. Thì bình thường cái xịt thuốc á, mình có cái cần nó dài hơn chứ không phải là dày. Thì mình cũng xài áp dụng cái bét đó luôn. Nhưng mà cái bét này á thì nó có hai cái chế độ. Thí dụ như mình mở máy lên hơi ồn nha. Cái máy này đồng thời rửa xe được luôn. Nó nhiều lắm. Đó, thí dụ như mình muốn tưới á, xịt thuốc mình đâu thể mình xịt
mà xả mà dày cái giọt nước nó ra nhiều quá, thuốc nào chịu cho nổi. Thuốc á là người ta phải xiết vô. Đó, cần thiết em chỉ cái clip video đó. Nhưng mà không phải áp vậy đâu, giảm áp chút. Áp này thì nó quá lớn đi, áp này phải đi nhanh. Tưới phân mà tưới mà kiểu như mà tưới mà chảy như vậy thì cái thứ phân nào chịu cho nổi. Đúng không? Nếu anh chị mà tưới phân như tưới nước như vậy cái cây nó phát dữ lắm nha. Nhưng mà thời gian rồi đi, thấy cái cảnh em nói rong rêu sẽ đóng một cây nó đen còn hơn là cái gì luôn, rồi bắt đầu nó đổ bệnh như vậy đó. Cho nên tưới phân á, nó khác cái tưới nước. Còn khi mà mình tưới phân rồi đúng không, đi xả cây đi, đúng không, em nói xả cây nè, bây giờ anh chị nè tưới nè, xả nè, nó rửa, mình trồng ít mình rửa như vậy sạch không, một ngày một chút rửa nó. Rồi những cái cây mà nó đã đóng như vậy nè, em rửa rồi nó không ra luôn, tại sao? Để lâu năm quá mình phải vịn lại nha. Đó, rửa nó chịu khó. Nhưng mà một lần một mình đã bỏ phế nó thì bắt buộc lâu ngày thì mình phải làm. Đó, tưới xả, tưới rửa vậy nè, tưới đều từ cây vậy nè. Còn những cái gốc nào dơ thì mình cứ rửa như vậy. Đó, khi rửa ra nó đen thù lùi với lại nó chảy xuống nè. Đồng thời nó sẵn rồi mình rửa luôn cái vàng luôn vậy, đúng không? Mình chăm ít. Mình trồng ít đi, mình làm cái này nè, như cái này đóng dơ nè, thấy không? Nè. Chỗ này. Đó, để vô xịt giữa. Nó không, đừng sợ mà nó tổn thương cây đâu, không có đâu, tại nó lá nó rất dày. Cái giọt nước này á, mình chỉnh vừa thôi, đừng có mạnh quá. Mạnh quá là nó gãy cây giáo luôn. Đó, mình hạn chế và xịt vô cái đầu rễ nó thôi. Đó, rửa gì rất sạch. Đó không nè, rễ nó nè, lâu ngày nó bám. Giống như cái cây của mình á, lâu ngày mà nó bám thành cái rêu xanh là cái rễ nó cũng đâu có hút được đâu. Mình rửa ra nó rất là sạch. Đó không, rửa ra là sạch bóng luôn. Nè. Nè, những cái rêu xanh này nè đang bám đây. Đúng không? Rửa vô. Cái rễ nó rất là cứng già rồi. Đó, những cây này nó đang bị hồi trước nó hiện tượng là bị thiếu nước nè. Tưới hôm nay là cây nó đã đủ nước rồi đó. Nè, cây này thiếu nước nè. Bét tự động nhưng mà nhiều khi cái máy áp lực hoặc là do cái người tưới nữa không coi nữa. Nhớ cây này trồng á, một lượt ăn này, lượt ăn lượt. Mà giờ thằng lớn nhỏ tại sao? Thằng này nó có ăn nước, ăn phân, ăn có ăn phân nhưng mà nước không có. Giờ ăn phân vô không tưới được nó thì nó dạng vậy thôi. Đó, như trên đây nè, những cái cây nè, nó đóng. Đóng rong, đóng rêu thì mình cứ rửa nó. Vịn lại mà rửa. Nè, như cây này, lại đây. Đó. Ở đây là hiện tượng là gọi là thiếu nước trồng trọng. Không, lên đây là tưới lại rồi nè, lá nó lên làng hoàng nè, nó đâu có bị đâu. Đó, một cây người ta đẹp vậy nè, tưới vậy nè. Ở dưới vàng nè, thấy không, cái cây những cái vàng này là mình đã rửa rồi, cây rất đạt, rất đẹp. Đó, những cái gốc nè, móc rêu nè, ngay chỗ gốc này nè, thấy không? Nè. Rêu móc dơ nè, thấy không? Nó đặt, đồng thời nó đóng cái cây nè.
Đó không, cây này nó những cây này đang vòi bông hết rồi mà nhú dài rồi đó. Anh chị mà cần liên hệ hoặc là xuống vườn em, cái lô này em rất là nhiều cây lớn nha, hàng Tết không, bây giờ nó đóng nè, thấy không, mình chà nó cũng ra nữa đó, những cái này nó đóng dơ nè, thấy không, bây giờ mình xịt nó, rửa nó ra. Đồng thời đó luôn mình rửa luôn những cái gì mà đóng vô giò bông. Rồi thêm nữa những con bọ trĩ, những con diệp sáp, những con nhện đỏ gì đó, nó bay hết. Rồi phân thuốc nấm rồi dơ gì nó đóng lên những cái thân lá nè, nó đi hết, không còn gì hết. Đó, những cái này người ta trồng á, người ta sẽ có một cái cây cột định vị lại. Làm thì chăm là phải kỹ, nhưng mà mình thì nhân viên chưa gọi là nhiều quá, nhiều việc quá, không thể làm xuể nó hết. Đó, đây là những cái giò hoa nè. Đó, nó đang ra 2 giò hoa, 3 giò hoa không. Thì hàng này thì hàng Tết. Đó, cây thì mình rửa như vậy nè. Đó. Đúng rồi, nó sẽ nhìn nó mát nước đẹp hơn. Nên kéo gọng dây